việc sắp xếp phân loại doanh nghiệp của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic nhằm tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa tổng công ty thực sự trở thành một công cụ kênh truyền vốn nhà nước thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu công đoạn then chốt của nền kinh tế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp